Xe điện RZ450E sắp được trình làng, một mẫu SUV hoàn toàn mới của Lexus. Lexus RZ450E trình làng đây là mẫu xe SUV hoàn toàn mới chạy bằng động cơ điện được Lexus giới thiệu. Theo như clip chia sẻ cách đây không lâu mẫu xe theo phong cách SUV đầy ưu tiên của Lexus vừa được trình làng và có tên gọi là RZ450E. Đây là mẫu XDLC phát triển trên cùng nền tảng khung gầm xe thuần điện là ETNGA nhưng RZ450E vẫn có nhiều ảnh hưởng bởi lối thiết kế trên các dòng SUV của hãng. Tuy là trung khung gầm, nhưng mẫu xe RZ lại thừa kế sự sang trọng và đẳng cấp hơn so với hai mẫu xe Toyota BZ4X và Subaru Sontera. Lưới tản nhiệt to bản đã không còn xuất hiện trên mẫu xe điện này. Chưa có thông tin chính thức về các màu sơn sẽ được phủ lên xe. Nhưng theo đoạn clip xe sẽ có hai tông màu đối lập và tùy một màu duy nhất. Phần phía sau xe RZ450E được trang bị cụm đèn báo hiệu full LED riêng các chi tiết nội thất xe thừa hưởng khác nhiều từ các mẫu xe SUV của hãng. Một tổng quan bóng bẩy với màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài từ hàng ghế trước ra sau. Vô lăng hình chữ U xuất hiện trong hình ảnh nhá hàng trước đây và đây là một tùy chọn đặc biệt cho những ai thích độc lạ. Xe được trang bị khối động cơ hoàn toàn bằng điện sử dụng bộ pin 41,4 kWh với phạm vi hoạt động từ 400 đến 450 km cho một lần sạc đầy bình thông qua hai motor điện cho ra tổng công suất 309 mã lực và mô men xoắn cực đại 435 Nm. Theo hãng Lexus, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km h chỉ trong vòng 5,6 giây. Ngoài ra, RZ450E được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh mới nhất Direct for với khả năng tự động điều chỉnh phân bổ trọng lượng trên cả 4 bánh. Theo Lexus, hệ thống dẫn động mới giúp chiếc xe cải thiện khả năng tăng tốc, tăng tính ổn định tay lái và giảm thiểu mức độ tiêu hao điện năng hiện giá bán và thời gian có mặt tại đại lý của dòng crz này vẫn chưa được lexus công bố và hãng đã cho phép những đại lý ủy quyền của mình nhận cọc